lời thiết tình tâm sai, đổi lời thiên đình đôi mươi tháng tám giờ dần nề ngày xa sắc ngờ đi. Chính chính ý, 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 ý,
nghiêm chỉnh trước cùng sau. Dưới thuyền trên bộ đua nhau cuốn lưng lở đôi nặng nặng đầu than sông. Chiến thắng huy hoàng cho đất Việt, chống xâm lăng hung tàn và mãnh liệt, tiếng kêu hùng như sấm dậy trời đông, thế nghiêng trời lệch đất chuyển non sông, như bão tố đùng 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 uy khí, giả kim niên kim nguyệt các điện thương thời đức đại vương, linh ứng linh giáng điện sứ dạ, xin ngài chứng tâm chứng đức chứng đủ đầu nhàng tàu thánh sớ đàn sơ lễ mọn nhưng tâm chúng con thành giả ngày hôm nay. Chư nhân chư gia chúng con thành tâm tu thiết nhang đăng trà quả lễ vật, xin phát hành quan điểm thỉnh Phật tuyên kinh cung nghênh định thần tàng tính phụ dạ, xin khánh tán lạc thành duyên thỉnh trần triều thảo cống sơn trang bái tiễn thiền quản giải thảo đồng bộ dạ, xin thỉnh thần nhập định khai quang chỉ chú an vị, cất nguyện cầu cho phong điều vũ thuận, cuộc thái dân an mưa thuận gió hòa, muôn nhà được ấm êm hạnh phúc dạ, xin cho điện sứ được hưng lòng thịnh vượng, đệ tử thanh đồng bình an các khánh, vạn sự thanh thông lộc tài tăng tiến phúc thọ khang lị, duyên sinh chúng con sang trường thọ sơn dạ, xin đức đại vương linh ứng linh giáng dạ, xin ngài chứng tâm chứng đức chứng cho lòng thành điện chủ cùng bách gia chi tín chúng con ngày hôm nay dạ, để giải tấm lòng thành chúng con cầu xin chứng giám mà và bản vương chứng lời kêu thiếu tấu an bạc sạch giỏi cùng văn trưởng á cát nhật lượng thọ ông kiệt cát nhật giá kim nhật thủ nhang. Xin trang tố khi dùng nước thánh luận tòa nhận tâm thánh tượng hai quan vô thật nhận hai quan an bình giá và quân trên những mối thế địch dưới hạn chế tâm đứng vào bản cảnh một khưng lòng á và một giang tứ trừ trang nhận bách mạch hiệu quả ăn lên nói đổi được có tài có lộc có ngân có xuyên trên lò việc tiền cùng việc thành dưới gánh việc trần gian một bán triều xe bóng đầu bạc giang long á bản vương chứng cùng bản trưởng tờ hơi được cánh sớ tờ quản cánh việc minh bạch á chứng tầm chứng thưởng ban khen ban danh ban diện đồng mềm phục nhàng á đồng nhiệm phục nhàng á ban được ban khen tính các kế hỗn phủ quá thêm hồi hồi sức cùng văn á chứng tâm cho bách gia trăm họ bản vượng độ thọ phong nhiều phú thuận thái dân an được sầu cầu như ý sở nguyện cao tâm cho bách gia trăm họ đi đến chín về lên mười đi tươi về tốt á. Quốc sử kiến Việt Long dân thị ý định địa phương kế thế chỉ bình phủ thiên trường tức mà điều dài nhanh sơn hà dục tu trung linh pháp hồ kỳ
Mưa gió
Xin tiến lễ phát hành quan niệm thỉnh Phật tuyên kinh. Dạ,
xin phần xài sang thổ trừ tinh ra để xin cùng ngành tam tứ phủ hội đồng duyên thỉnh trần triều thảo cống sơn trang bái kính thiên quan dạ xin thỉnh thần nhập tượng khai quan thiên vi dạ có tờ hưởng cánh sớ xin tấu trình lên đức đại đức quan lớn ạ. Tuân phụng Như Lai thần đệ tử tuân phụng Đức Thích Ca Như Lai di giáo đệ tử thần thành hoàng thành khủng khể thủ khấu thủ đốn thủ bạch bái trần từ sứ văn thuận đường tuyên tấu dĩ anh linh như tại sắc thân trực vãng lạc bang pháp tính thường tồn hiển tích lưu phương vu viện địa dục cầu phúc thọ tu trượng từ quang viên hữu cẩn tấu vì Việt Nam quốc vĩnh phúc tỉnh bình xuyên huyện tam hợp xã ngoại trạch đệ nhị thôn hiệu đầu vu anh linh điện cư thượng phụng phật hiện thánh yên phúc đường thiên đồng tiết khánh tán lạc thành phát hành quan điệp thỉnh phật tuyên kinh phần xài sát thổ trừ tinh hiến cúng sám tạ chư thần thỉnh thần nhập tượng khai quang yên vị loan giáo phục hành các nguyện cầu phong điều vũ thuận quốc thái dân an điện sứ hương long đệ tử bình an nhân nhân cát cánh chư sự hanh thông lộc tài quảng pháp phúc thọ khang ninh duyên sinh trường võ sơ kim thần điện chủ Nguyễn Ngọc Tiến, tức Tiến Anh, tự trần bản mệnh sinh, giáp tuất thiên hành canh nhị thập thất quế. Hiệp đồng can chi bản mệnh, hiệp đồng gia đẳng, hiệp đồng chư đệ tử, nhang tử, quán tử. Thành tâm nhất tâm tiến cũng đẳng, thức nhận ngưỡng can. Ngôn niệm thần đẳng sinh tư thượng phẩm, hạnh đổ thanh quy, quy sinh thành tố bẩn ư thiên tư. Mặc bảo hữu vàn bằng ư thánh lực. Phật dĩ phù thánh dĩ trợ đức nguy nguy ngật nhược đại sơn yên chi dưỡng địa chi sinh đức hạo hạo thâm như hà hải tư tư kỳ đạo dụng nhị đơn hành cẩn cụ sớ văn kiền thân thượng tâu cúng duy nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo kim liên quang nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn ngũ bách danh hương linh cảm quan thế âm bồ tát hồng liên quang tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế ngọc bệ hạ tam tòa hương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư ban khâm sai công chúa cung quyết hạ trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc bệ hạ đệ tứ thượng ngàn lê mại đại vương hiệu viết bạch anh quản trưởng sơn lâm công chúa thanh cung hạ đại phụng sự liệt vị uy linh thánh chúng vị điền cung vọng hồng từ doãn kim sở tấu phục nguyện đức đại cung phụ ân hoàng tế độ hóa hung thành cát cải họa phi tường tỷ thần đẳng xuân tăng ngũ phúc hạ trừ bệnh tật dĩ băng tiêu vũ thống tam tai đông tiếp trình thường nhi vân tập gia môn hưng vượng nhân vật đắc bình an thương mại hanh thông lộc tài quảng phát cầu chi nhi nguyện giá tòng tâm đãn thần hạ tình cô nhập kích thiết bình doanh chi trí cẩn sơ tiên vận canh tí niên đông tiên thập nhất nguyệt trung tuần thập phúc sinh nhật thần đệ tử cấu thủ hòa nam bách bái củ sớ văn sướng dâng lên yêu làng văn sướng dâng lên tu quan thế tu đô chiếc tiên rõ ràng khi cho nhị tự trường sinh dâng lá sương hồng đồn tay dâng lá sương hồng nghi lễ trước công đồng từ
chúng sinh nghe cô ngang tìm tình lệ khai quang phá chiêu đàn dương. Thank you.
vũ đằng ngờ vân vân tôn quan gia vũ đằng ngờ vân vân bát muôn công ngờ từ xa vân vân đều đến làm tôi ý Thank you.
nhạc trông lên tòa sáng sơn giang sơn san sát ý không đâu bằng phố cát đôi đã lô nước trời nắng điều mọi thu có Phật Như Lai pháp kinh nhi tam tạng
hiền công tu sáng sàng nghỉ hương. Ba ngàn nền thế giới tựa ứng, trầm luân bể khổ tìm đường lành 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 xa. Sông mây bờ xa tới nơi, non tiên cành cành vân vân bầu trời, tây tây phương thế giới đón người tiên công. Đạo bồ đề cung phu nghi tu tập, bát nhã ta la mật tâm bình minh. Cõi thiên thai bầu trời cảnh cảnh vui, nơi thành vân cao phút mờ xa, đôi ngang phố cát vào xa, sớm nghe tiếng hàn chiều ta tiếng.
chiến trang ngang tấu về thoại phù các ban các hòa thiên đình đình địa phủ diêm la địa phủ diêm la thiên đình đình địa phủ diêm la tấu về thoại phù vua gia động là bình vốn sau ngự thư thoại sớm hiệp kịp ngân ngay lành có dấu dâng lên còn về lâu đôi chép biết tỏ từ phê cho xin thánh táng lạc thành kim tràng tố kim dùng
thỉnh thần nhập được ra để xin khai quang hiền vị, xin ngài về linh ứng linh giáng ban phúc cho muôn dân được mưa thuận gió hòa, xin ban tài tiếp lộc cho thanh đồng đệ tử họ Nguyễn chúng con. Dạ để xin điện vũ hưng long bản mệnh bình an gia môn cát khánh vũ phúc lâm môn thân tâm thường an lạc, xin có lộc có tài có ngân có xuyến để xin trên lo được việc thánh dưới gánh được việc trần, thần hôn phụng sự cửa đình thần tam tứ phủ được mãn triều sễ bóng. Dạ xin quan lớn ban cho chư nhân bách gia chi tính chúng con ngày hôm nay, nhà nào lộc ấy già sức khỏe trẻ bình an nhân khang vận thịnh dãi tấm lòng thành, chúng con cầu xin chứng giám là nên con này rất lời đều xin hộ công quan trường hả lập tiền con này chắc để giám điện giám phúc lưu ân hả nhất thứ con này chứng quả đạo điện phát hành của quả và thánh tán là phát hành tỉnh thánh của đang cố tìm được cổ phần á biết được cho hoàn thành thương lòng á là sở cầu quý giá và trần văn tài với phẩm bản chất điều hợp chúc thánh mãn triều sẽ bảo đồng bạn đang làm để có tài có lập công vân trên lao việc tinh thần tam phú của cánh thực trần ra thì mãn triều sẽ bảo hộ đồng bạn đang làm đá chúng tâm chư đạt được tăng đá cho tâm điều quan để nhận lỗi á có lời cánh quan đi tới chư đồng đền nhà á có đồng đền nhà á còn đây bàn dành bàn diện tạm biệt bàn lợi cho các đồng đền nhà đồng còn nhà sang để được có tài có lộc lớn để phụng sự cửa bố cửa mến để bán triệu xây bóng đồng bạc tăng long á chúng tâm ba kèm bàn cửa cùng bàn cờ hưởng cánh sớ minh bạch á thêm hội hồ sức cùng bàn á chúng tâm các lính các vệ cùng bánh ra trong họ và hành động cho được nhà hàng và đi lễ chín về bên nguồn đi cười về tốt á văn thật võ sĩ ngóng đường tiên phi ngóng đường tiên phi đến ngày sang phụ mua người ngơ trên bảo điện long long nhang đình chỉ tích
khóa tức thì xa lâu lâu đài điện địa can ăn sông nước nước sông nước nước về thoái quốc một khi cũng có phép nâng lấy ngọc ngọc đi 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 đùng 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 sông nước nước ép thì tiền đã xuống sông 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 xinh xinh thích đưa quân trèo du lịch bồn năm phương có phen tuần tuần thu sông thương trở về tỉnh bắc bắc quân xương sông sông cành mọi nơi qua hàng ảnh vũ sáng trời nước tam tiệc rồi người về nơi thoại phủ đóng nóng thân đai áo mũ vào tông bắt năm năm ba đi theo hầu phao tô phương phụ xa hầu đức mẫu vương tôi có phen này vì phương biên hoa con còn nghề trời sông sông hát lúc xa sông sông cầu ngự giờ lâu đi phản điều nhất thế sai ông lên cứu trần gian một tay hoàng tử vương quan cứu sinh cùng thủy đồ đi cung cục cục công phen này phi
phương biến hóa qua nghề ăn thượng hà đại sắc thuyền dòng treo quế buồn loan khi chơi sông hát lúc xa sông cầu có phen sơn của tài của bình nga khi xa khơi vào lành thành thơ thuyền dòng trăm mái treo bơi dọc ngang tuần lành đúng nơi ông đi về sao thần thơ tàn tiên tam đạo truyền chữ quân đạo tiên phong chiêng kêu cờ phất trống trống tung bè so thuyền trước giữa dòng này cầm canh chim vang kêu inh ỏi lốt xanh hoàng chim nồi dưới mang chiều thần vang vỏ bách bách quan say lên đón rước vương quan vào châu thanh xa hồi hiếp tiếng bàn hoan tình mời coi thế tư muôn con rời kinh sử cửa nhà tư
xào long long hồng khấm nhí bàn khấm bàn sắc từ chân chân tinh sang thiên vạn cổ
quốc gia phong thượng đẳng tước long hầu truy tặng đại vương bảng vàng thánh thọ vô cương hiếu trung tiết nghĩa đón đường làm tôi đôi nước đại tài ngày kinh sắc
cuộc giữ trời đời ơn thanh hành ta. Ai có lòng hy xa từ bi, thoát thôi người lại biết đi. Cưỡi tương bạch hổ lên trầu thường thiên. Đình con vua cha bát thải độc định đạo tiên quan điều tốt thần vui vẻ đến dòng sớm hôm mai thánh bà để biết vui vẻ đến dòng ngày chơi dù trích lầu hầm vào sân thanh gia hồi u tiên thanh thương ngàn tiên dân văn tiên thanh nghe thượng màn đông cung tuần quán nghe sắc đền hôm nay.
Chúc ý trẻ ngàn đầu bưởi
Thank you.
rực rỡ. Thank you.
quỷ lăng lăng hoa. Đông đông đi cuống tuần quán cho bàn vào xa chơi bầy khi thanh thanh vắng 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 lúc 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 lại êm trời. Thế mà tôi dùng thầy hình là thế mà cho tất cả bách ra đấy. Trời ơi, ông nhìn thấy chồng về, ông sướng ra tí rồi.
gót trâu bé dậy chim rừng. Ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu. Hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên. Một bầu gió mát trăng đẹp.